JK Imbiro xin kính chào quý khách hàng. Chào đón tháng 10, tháng yêu thương đặc biệt. Cùng JK Imbiro mang đến những người phụ nữ của bạn những món quà chăm sóc về sắc đẹp thật là ý nghĩa và thể hiện sự tâm ý của bạn. Chọn cho người phụ nữ của mình món quà không ngờ đến nhất nhưng lại ưng ý nhất. Món quà đầu tiên đó chính là combo 3 liệu trình công nghệ trẻ hóa xóa nhăn và săn chắc Premium Skin Tightening. Và khi sở hữu combo đó, chúng ta sẽ được tặng ngay một liệu pháp trẻ hóa da bằng công nghệ cao. Và chúng ta sẽ được lựa chọn đó chính là laser trẻ hóa Rejuvenate. Cái thứ hai là công nghệ nâng cơ trẻ hóa toàn diện. Và cái cuối cùng mình được lựa chọn đó chính là liệu trình xóa nhăn săn chắc Premium Skin Tightening. Món quà thứ hai khi quý khách hàng sử dụng một trong ba dịch vụ sau. Dịch vụ thứ nhất, công nghệ xóa nhăn nâng cơ Premium Skin Tightening. Dịch vụ thứ hai là nâng cơ trẻ hóa toàn diện Double Gold. Dịch vụ cuối cùng đó chính là kế tế bào sinh học Nano Vital Cell căng bóng da cao cấp. Và khi mình sử dụng những dịch vụ trên, chúng ta sẽ được tặng ngay một thỏi sáp chống lão hóa đa chức năng, đó là Cell Balm. Và đây là thỏi sáp siêu hot của phái nữ Hàn Quốc hiện nay. Không cần chờ sự đồng ý của phái nữ, chúng ta nên tinh ý và gửi chọn những món quà chăm sóc sắc đẹp gửi lên những người phụ nữ yêu thương nhất nhé. Và mời các bạn cùng theo dõi fanpage JK Imperial để cập nhật những sản phẩm và dịch vụ chăm sóc da cao cấp nhất.